Xin chào tất cả các bạn đến với kênh YouTube của Hoàng Thống Mô Tô. Tôi là Hoàng Thống Mô Tô. Thì hôm nay được sự quan tâm của rất là nhiều quý vị anh chị và cô dì chú bác. Thì hôm nay Hoàng Thống lại giới thiệu lại về những cái mẫu mà bên mẫu mẫu xe mà Hoàng Thống đang có hiện tại trên trên nhà trong nhà. Đầu tiên thì đây là một chiếc xe điện ba bánh. Và hai chiếc xe này là hai chiếc xe màu đỏ này ấy. Đây là hai chiếc xe xăng chạy xăng. Động cơ 125cc thì Hoàng Thống sẽ đi vào chi tiết từng mẫu nhé. Đầu tiên về xe điện thì này, cái này cũng hơi thiếu sót là chưa lắp cốp đằng sau, chưa lắp chắn bùn, chưa lắp chắn bùn trước sau, chưa lắp gương đấy. Thì chiếc xe điện này thì Hoàng Thống đã test thử là tốc độ của nó đã lên đến 65 km/h và trong cái địa hình đường nó rất là gồ ghề luôn nhé. Thì đã đi được 65 km/h. Đây là một trong những cái dòng xe điện chạy tốc độ cao nhất tại trên thị trường. Đây là một trong những cái dòng xe điện ba bánh chạy với tốc độ cao nhất tại thị trường hiện nay. Đấy. Còn những cái xe hai bánh thì không nói, nhưng mà đây là xe ba bánh thì nó đã chạy được 65 km/h. Đấy là tốc độ thực tế Hoàng Thống đã test thử. Đấy. Và an toàn của xe này thì cũng rất là hay. Ba thắng đĩa sử dụng là đằng sau là càng chữ A nhé, các bạn nhé. Càng chữ A nó rất là mềm, rất là êm. Đấy. Còn đây là thằng đĩa trước sử dụng cái lốp 300-10, một trong những cái dòng lốp rất là phổ thông, ra bất cứ cửa hàng xe điện nào các bạn đều có thể có. Đấy. Thì xe này Hoàng Thống đang bán với giá 26 triệu bao gồm cả phí vận chuyển. 5 bình ắc quy, mỗi lần sạc thì chúng ta sẽ đi được quãng đường đâu đó khoảng 80 cây số, 80 cây số một lần sạc, tốc độ 65 km/h. Đấy. Xe này thì dòng N9 này thì Hoàng Thống đang có 3 màu, 4 màu. Màu ghi, đây là màu ghi, màu xanh cửu long, màu đỏ và màu trắng. Đấy. Nếu mà các bạn quan tâm thì liên hệ với Hoàng Thống với số điện thoại 0985 ấy, 839 983 F0 với Hoàng Thống thì Hoàng Thống có thể gửi ảnh chi tiết hơn để các bạn có thể hiểu. Đấy. Cái dòng này thì các bác nó sẽ không bị lấn với những cái xe ba bánh bình thường. Đấy, các bạn thấy rất là cao. Hoàng Thống cao 1m65 và đi chiếc xe này thì nó không bị lấn. Nó không rất là hay. Đấy, rất là hay. Đấy, rất là thoải mái này. Lái thoải mái như một chiếc xe bình thường. Đấy. Người ta nhìn vào là không biết là đây là xe điện ba bánh đâu. Đấy. Người ta sẽ không biết là đây là xe điện ba bánh vì những cái mẫu xe điện ba bánh bình thường nó rất là thấp. Yên yên có khi chỉ cao đến 60 phân thôi. Yên xe chỉ cao đến 60 phân thôi. Đấy. Còn đây. Đến với hai cái mẫu này thì là đều sử dụng chung một cái động cơ, đó là sử dụng động cơ 4 thì 125cc. Động cơ của Zhongshan Trung Quốc, một trong những cái dòng động cơ có thương hiệu số 1 của Trung Quốc. Động cơ Zhongshan. Đấy. Đối với những cái mẫu động cơ này Hoàng Thống bảo hành 2 năm nhé. Động cơ để bảo hành 2 năm. Vậy cái xe này hai cái mẫu xe có động cơ này thì có những cái gì đặc biệt thì mời các bạn đi cùng Hoàng Thống. Thứ nhất là chiếc xe này. Thì đây là một chiếc xe ba bánh tải thùng đa năng. Thì chúng ta đang thấy là có đầy đủ như là công tắc passing này. Đấy. Công tắc passing này rồi cốt pha rồi là le đèn còi xi nhan, đấy là những cái tối thiểu rồi, tối thiểu của một chiếc xe xe tham gia giao thông rồi. Đấy, sử dụng đèn led này, sử dụng đèn chiếu sáng là led. Nhưng mà đây là một cái bản đa năng thì nó có cái gì? Động cơ 125cc, động cơ 125cc sử dụng động cơ Zhongshan nội địa của Trung Quốc, 4 số, sử dụng 4 số. Và tất cả những cái xe ở tại đây hiện tại ấy, thì xe nào cũng có cần tiến lùi nhé các bạn nhé. Đây, đây lùi này. Đây chế độ lùi, còn chế độ tiến thì chúng bạn chỉ gạt lên thôi. Đấy, gạt lên gạt xuống rất là đơn giản. Đấy. Còn đây là số 1, 2, 3 rất là đơn giản. Còn chiếc xe này thì gọi là xe ba bánh đa năng vì chúng ta có cái gì? Đây. Nhờ anh quay phim có thể quay xong xong bên góc bên này. Xe điện ba bánh đa năng thì chúng ta có cái gì? Đầu tiên chúng ta đang thấy là ở đây đang có một cái ghế ngồi này,
ghế ngồi cho người ngồi, và cái phần ghế này rộng 60 phân, chúng ta có thể ngồi thoải mái được hai người lớn nhé. Và ở đây chúng ta có một cái cửa. Cái cửa này có tác dụng gì? Cái cửa này chúng ta có tác dụng là cho những người yếu chân này. Thứ nhất là người yếu chân đi lại khó. Cái bệ bậc bậc lên xuống này cao tầm 25 phân nhé các bạn nhé, cũng khá là cao ấy. Nhưng mà nó sẽ thoát cái gầm hơn. Cái xe này có cái cửa để chúng ta cho những người yếu chân hoặc là cho trẻ con lên đấy, cho trẻ con lên. Thì cái xe này ngồi quá thoải mái luôn. Cái phần ngồi sau, tôi cao 1m65, Hoàng Thống cao 1m65, thì các bạn thấy là ngồi cũng rất là thoải mái, chân cũng rất là thoải mái luôn này. Đấy, có ghế tựa này. Đấy, đây là cái phần để cho người ngồi, cho người ngồi. Còn còn một chức năng nữa, đó là chúng ta khi mà chúng ta không cần không 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 chở người, không chở người nữa, thì chúng ta sẽ hoán đổi thành một chiếc xe chở hàng. Thì nó có cái gì đây, nó hơi vướng. Chiếc xe chở hàng thì chúng ta sẽ hoán đổi từ cái phần ghế thành cái thùng chở hàng rất là nhanh thôi, đâu đó 15 20 30 giây thôi. Đây đây, các bạn đang thấy là ở đây chúng ta có một cái phần chở hàng. Nếu mà các bạn nào quan tâm chi tiết ấy, thì liên hệ với Hoàng Thống để Hoàng Thống cho những cái ảnh chi tiết hơn về về cái phần khung xe và cũng như là những chiếc xe này. Đấy, đây là phần chở hàng. Đây các bạn đang thấy là cũng có một cái phần mở ra để chở hàng đây, để ví dụ như là bác nào có một cái hàng gì, cái đồ gì nó dài dài quá thì chúng ta mở cái này phần này ra. Đấy. Và những chiếc xe này hoàn toàn là bằng kim loại nhá, rất là chắc chắn. Mỗi chiếc xe nặng hơn 2 tạ nhé các bác nhá, hơn cứ cho là 250 kg lên một chiếc xe này. Đấy, chiếc xe này dài 2m3 và phần có phần chở người chở hàng. Nhưng mà cái phần xe này ấy thì đang chạy nhíp này, chạy nhíp thì nó cóng rất là khỏe nhưng mà nó không được êm ái, xe xô đi bù lại mà được cái này thì mất cái kia, chở được đến 7 tạ, 7 tạ nhé, 7 tạ thì không hề hấn gì đối với đường bằng này. Và Hoàng Thống đã có video test thử, các bạn để ý, có thể để ý chú ý quan xem lại những cái video mà Hoàng Thống đã đăng lên đấy. Sử dụng cái lốp 3.5 trừ 10, 3.5 trừ 10 hoặc là chúng ta dùng cái lốp xe điện thì rất là phổ thông, rất là đầy nhiều 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 đó. Nhưng mà được cái là xe này đa năng nhưng mà không được êm ái cho lắm. Thì cái xe này Hoàng Thống đang bán với giá là 33 triệu. 33 triệu thì có cái gì? Đây, ba người lớn có phanh tay phanh chân đầy đủ này. Đấy. 33 triệu chưa bao gồm phí vận chuyển. Nên nhớ rằng là tất cả các dòng xe ba bánh ở Việt Nam ấy hiện tại là chưa thể đăng ký được đâu nha các bạn nhé. Bác đừng hỏi là đăng ký biệt số như thế nào, bằng lái gì. Thì cái xe này ấy, thì là cho thương binh, cho người già và người khuyết tật. Đấy. Còn đây là một cái mẫu limit. Cái mẫu này thì có cái gì đặc biệt các bạn? Đây, đây là cái mẫu limit. Anh quay phim qua ra đây này. Ra đây. Để có thể thấy rõ hơn. Đây đây, anh sẽ đứng ra đây. Mẫu cao cấp này có cái gì? Đầu tiên về mặt an toàn thì xe này sử dụng là ba phanh đĩa. Ba phanh đĩa. Tất nhiên là chức năng đèn còi xi nhan đầy đủ. Nhưng mà cái xe này thì được trang bị cái ghế nó hay hơn nhiều. Cái ghế này có thể là đây. Tiến trước lùi sau, có tựa tay cho người ngồi lái này, tựa tay êm ái cho người ngồi lái. Và cái phần tựa lưng này thì chúng ta có thể là linh động đấy, chúng ta ngả cái này thành một cái giường nghỉ ngơi tạm thời cũng được đấy. Đấy. Hoàng Thống cao 1m65 thì cái xe này dài 2m, rộng 95 phân. Thì ngồi chiếc xe này có gì khó không? Đây, rất là thoải mái. Đây, tựa lưng, dài quá, ok, đấy, rất là phù hợp phải không ạ? Ngồi rất là vững chắc mà rất là thoải mái. Phanh, hai phanh tay nhá. Đối với bản đa năng thì chúng ta có phanh chân đằng sau, nhưng mà trên bản limit này, bản cao cấp này, chúng ta có hai cái phanh ở trên tay hết và tất cả xe này đều sử dụng phanh đĩa hết nhá. Đây,
Còn đối với phần ngồi sau ấy, phần đằng sau ấy, chúng ta cũng ngồi ở thoải mái hơn, các bạn thấy không? Đây, có phần cô để tạm, nếu mà để mà lâu dài ấy, nên để cái gì mềm mềm ấy. Cái này chê hơi cứng, toàn sắt luôn, nặng hơn 2 tạ, 250 kg. Cao 1m65 thì cái phần đầu gối cũng quá là thoải mái. Nếu mà bác nào dài quá thì có thể chúng ta hất ghế đằng trước, hất ghế đằng trước thì ngồi sẽ thoải mái hơn. Đấy, ví dụ như thế. Ngồi được hai người thoải mái nhé. Nếu mà các bác nào cần chế thêm cửa thì về có thể tự chế thêm cái phần cửa ở đây là nó an toàn hơn. Vì có những người trẻ chở trẻ con trẻ nhỏ ấy, chúng ta độ thêm cái phần cửa ở đây thì rất là hay. Nhưng mà xây nguyên bản thì nó chỉ là thế này thôi nha các bạn nhé. Hoàn toàn là kim loại này. Đấy. Kim loại này. Ngồi được hai người nhé. Thì cái xe này có dung tích bình xăng là mỗi mỗi bình này là 5 lít. Có hai bình thì chúng ta sẽ đổ đầy thì sẽ được 10 lít xăng. 10 lít xăng. Hai cái mẫu này thì cái tiêu hao nhiên liệu của nó sẽ cao hơn so với những cái xe hai bánh bình thường. Nó đâu đó sẽ rơi khoảng 3 lít 100 cây đối với đường bình thường này, 3 lít 100 cây. Đấy. Được cái trang bị cái lá răng này nó rất là đẹp. Lá răng 3.75 trừ 12. Lốp 12 này thì cũng không thiếu đâu nha các bạn nhé. Hoàng thống chọn những cái mẫu này có những cái phần ví dụ như sau này bác thay thế lốp liếc thì rất nó rất là nhàn, nó rất là dễ tìm. Đấy. Lá răng rất là đẹp. Đấy. Bản này thì có hai bình xăng ở bên hai bên và cái trang trí thứ hai nữa đó là không phải là trang trí đâu mà nó cũng là một cái lốp dự phòng ở đây, nó cũng thực tế luôn, cũng thực tế luôn đây, thực tế luôn lốp dự phòng có lá đầy đủ lá răng ở đây này, lốp mới. Nếu chúng ta có thể nếu mà có một cái lốp chẳng may bị xịt ở đằng sau chúng ta có thể thay cái lốp này vào một trong những hai cái lốp mà ở bên 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 sườn này nó đang bị xịt. Đấy là một trong những cái chức năng mà các bạn chạy đường trường, đường tour thì rất là yên tâm, rất là phù hợp. Đấy. Và nếu mà các bác muốn mà không đi đường xa, đường dài ấy, các bác có thể tháo cái này để ở nhà, và nhiều bác khách của Hoàng Thống ấy là tháo cái này ở nhà và treo một cái xe lăn ở đây cũng rất là phù hợp, rất là tiện lợi. Đấy. Và cũng có những người mà họ đã chế thành một cái mui gấp giống như xe cổ ngày xưa, gấp cái lên này và gấp lại, nó là cái mui bạt, đấy, mui bạt gấp rất là tiện lợi và nhanh chóng. Đã có những người khách của Hoàng Thống đã sử dụng như vậy. Đấy. Và cái vấn đề chính thứ hai đó là giá cả. Xe này đang bên Hoàng Thống đang bán với giá là 36 triệu, chưa bao gồm phí vận chuyển. Và nên nhớ rằng các bác từ năm 2008 đến giờ ở Việt Nam những cái dòng xe ba bánh chưa thể đăng ký được nha các bác nhé. Các bác đừng hỏi là tại sao là không đăng ký được, thì các bạn tra Google hoặc là tra thêm sách báo. Đấy. Xe này là 36 triệu chưa có bao gồm phí vận chuyển, ba phanh đĩa này, ba người ngồi này, cái gì cũng ba, hôm nay quyết con lô ba ba. Cũng khá là nhiều chức năng mà Hoàng Thống cũng chưa thể nói rõ được trên video. Thì nếu mà bác nào quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp với Zalo của Hoàng Thống để Hoàng Thống có thể tư vấn kỹ hơn về những cái chức năng hoặc là những cái ưu nhược điểm của cái dòng xe ba bánh bốn bánh bên Hoàng Thống đang có. Cảm ơn các bác đã quan tâm. Chúc các bác một tuần mới vui vẻ.